Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 88, châm chọc. Đường Quân Dao ngạc nhiên mở to hai mắt, cảm nhận được cảm giác tê dại khi cánh môi bị cọ sát nhẹ nhàng, một lát sau, nàng khép đôi mắt lại rồi từ từ vươn tay ra, kiễng mũi chân rồi vòng tay qua cổ hắn, chủ động phối hợp với động tác của hắn. Nhưng dần dần, nàng cảm thấy mình sắp tan vào hơi thở nam tính mãnh liệt, cơ thể nàng không khỏi run lên, thân thể càng trở nên mềm nhũn, nàng gần như không thở nổi. Một lúc lâu sau, Hạ Thiệu Đình mới lưu luyến dừng động tác lại, nhìn chăm chú cô nương đang nằm trong lòng mình. Hắn thấy hai gò má nàng đỏ rực, đôi mắt xinh đẹp linh động giờ phút này tràn ngập hơi sương, đôi môi không son mà đỏ lúc này cũng trở nên kiều diễm ướt át. Hắn không nhịn được mà càng ôm sát nàng, cảm nhận được sự mềm mại không xương trong ngực, rồi lại nghĩ đến đời này mình suýt nữa đã để mất nàng, khiến hắn không nén nổi cảm giác sợ hãi. Bảo nha, bảo nha. Hắn thì thào gọi tên nàng, như một tiếng thở dài, lại như đang xác nhận nàng vẫn còn sống. Đường Quân giao thở hồn hền dựa vào ngực hắn, khuôn mặt nở ra một nụ cười duyên dáng vừa vui sướng vừa e lệ. Nghe thấy tiếng gọi khe khẽ, Khàn khàn nhưng triền miên thấu xương khiến hai gò má của nàng bất giác càng thêm đỏ. Cái người này, chỉ cần hắn ôm nàng, hôn nàng, là có thể khiến nàng hạnh phúc ngây ngất như vừa ăn đường mật. Chàng đừng gọi nữa mà. Nàng nhẹ nhàng chọc vào ngực hắn với vẻ hờn rỗi. Hắn gọi đến nỗi nàng bồn rùn tê giải, một chút sức lực cũng không có. Sau khi nghe thấy những lời ngọt ngào mềm mại của người trong ngực, nỗi sợ hãi cùng cơn giận dữ suốt mấy ngày qua của hạ thiệu đình cuối cùng cũng dần dần tan biến hắn cúi đầu cười ra tiếng trong giây phút mất không chế hắn nhanh chóng mổ xuống đôi môi anh đào hơi dầu lên của nàng một cái bấy giờ mới thả lỏng hai tay ôm eo nàng ra khép miệng ho một tiếng khuôn mặt anh tuấn đỏ hay hay đường quân giao liếc hắn một cái đầy giận dữ rồi lại chủ động tựa vào trong lòng hắn nửa khuôn mặt kề sát vào lồng ngực hắn vẫn quyên luyến mà cọ sát mấy cái lúc này mới hỏi có phải chàng đã nghe huyền thanh nói đến chuyện gì về ta không nếu không chàng đã chẳng kỳ lạ như vậy ngoài chuyện này ra nàng không thể nghĩ ra bất cứ chuyện gì khác có thể khiến một người sống nội tâm như hắn bỗng nhiên mất khống chế như vậy vượt quá khuôn phép với nàng một cách liều lĩnh trái tim hạ thiệu đình thắt lại vô thức ôm nàng chặt hơn hỏi với giọng khan khan có phải nàng đã biết từ lâu rồi không biết cái gì cơ đường quân giao giả vờ không biết rồi hỏi ngược lại biết đám người huyền thanh đã tính kế nàng khi nàng còn rất nhỏ quả nhiên quả nhiên hắn đã nghe được một phần chân tướng từ chỗ yêu đạo huyền thanh có điều đối với những chuyện xảy ra ở đời này nàng cũng không có ý định giấu hắn vì thế trả lời khá dứt khoát đúng thế muội đã biết từ lâu rồi thậm chí khi phương nghi vừa mới xuất hiện ở trong cung muội đã nhận ra bà ta thực ra hồi nhỏ ở huyện an bình muội đã từng gặp mặt bà ta cùng đồ y khi ấy bà ta có thái độ thù địch với muội một cách khó hiểu điều này đã khắc sâu trong ký ức của muội dù sao một đứa trẻ trời sinh trong sáng đáng yêu lại còn ngoan ngoãn nghe lời về cơ bản người gặp người thích như muội làm sao mà người lớn lại nỡ lòng nào tỏ ra thù hận với muội như vậy được chứ nàng thản nhiên trả lời rõ ràng đây là một vấn đề rất nghiêm túc nhưng cô nương này vẫn không quên tận dụng cơ hội để khen chính mình khiến cho hạ thiệu đình nghe mà giờ khóc giờ cười đồ lừa đảo này ra mặt dày thật đấy có phải yêu đạo huyền thanh đã kể cho chàng biết những chuyện xảy ra với muội lúc nhỏ không ông ta khai nhận tất cả rồi ư nàng suy nghĩ một lát thử dò hỏi ừ ông ta hay nhận hết rồi hạ thiệu đình gật đầu trong lòng vẫn còn sợ hãi nên ôm nàng chặt hơn không để nàng nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy sát ý giữ tợn của mình. Bảo nha, ông ta đáng chết. Đường quân giao cảm nhận được cảm xúc thăng trầm của hắn, vì thế vỗ lưng hắn để trấn an rồi dịu giọng nói. Muội không sao, chẳng qua là... Ông ta thực sự đáng chết. Đôi mắt nàng lạnh lẽo. Nhưng mà, không thể để ông ta chết dễ dàng thế được. Có đôi khi chết chính là sự giải thoát, phải khiến cho ông ta sống không bằng chết mới có thể chút được mối hận trong lòng muội nếu không phải bọn chúng thì a vũ đâu đến nỗi rơi vào kết cục hồi bay phách tán nàng ấy vốn có một gia đình hạnh phúc có một cặp cha nương yêu thương nàng ấy hết mực cho dù sẽ chết yêu nhưng khi còn sống nàng ấy vẫn được hưởng thụ tình yêu thương của cha nương sau khi chết được đi vào luân hồi thế nhưng hiện giờ nhớ tới sự tan biến của môn vũ nỗi căm hận trong lòng nàng rốt cuộc cũng không thể che giấu được nữa hạ thiệu đình tiếp tục ôm chặt lấy nàng một lát lâu sau, hắn mới từ từ kể cho nàng nghe những gì đã hỏi được từ Huyền Thanh. Đường quân giao không ngờ hắn sẽ chủ động nói cho mình khẩu cung của Huyền Thanh, nàng nhất thời vô cùng ngạc nhiên. Hạ thiệu đình thấy thế thì khẽ cười, véo má nàng như hồi còn bé. Mục đích nàng đến tìm ta không phải là muốn biết ông ta đã khai ra cái gì sao? Bây giờ ta chủ động hơn, cũng thẳng thắn hơn, không phải nàng nên vui vẻ hơn sao? Đường quân giao mím môi để lộ ra một đôi lúm đồng tiền, nàng nhón mũi chân lướt nhẹ lên cánh môi của hắn, giỏi ngọt ngào nói. Vui chứ, muội vui lắm, đây là phần thưởng cho đình ca. Khóe miệng của hạ thiệu đình bất giác cong lên, đôi mắt sáng ngời không sao che giấu nổi ý cười. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, áp chán mình vào chán nàng, thì thầm bên tai nàng như tiếng thở dài. Còn ba tháng nữa, ba tháng gì cơ? đường quân giao vòng qua cổ hắn, gò má nàng phiếm hồng như cánh sen, đôi mắt long lanh trong suốt, hỏi hắn với vẻ khó hiểu. Còn ba tháng nữa thì nàng cập kê. Hạ thiệu đình chưa bao giờ thấy ba tháng lại dài đằng đẵng như thế cả, dài đằng đẵng đến độ khiến hắn sốt ruột nóng lòng. Đường quân giao lập tức vỡ lẽ ngụ ý trong câu nói của hắn, trái tim mềm mại ngọt ngào, nhưng vẫn khăng khăng. Khi muội cập kê rồi chắc chắn nương sẽ bắt muội ở trong nhà không được đi đâu, lúc đó chúng ta không thể gặp nhau được nữa rồi. Nàng cập kê rồi, ta có thể đến nhà cầu hôn. Nói đến hôn sự của hai người, mặt tiểu hạ tướng quân tràn đầy mong đợi cùng vui sướng. Chẳng biết cha nương muội nhất định sẽ đồng ý sao? Đường quân giao cố tình nói. Nếu họ không chịu đồng ý, nhất định là vì họ cảm thấy ta làm chưa đủ tốt nên không thể khiến họ hoàn toàn yên tâm giao nữ nhi bảo bối cho ta. Điều ta phải làm là khiến họ tin tưởng ta, tin ta đời này sẽ đối xử tốt với nàng. Hạ thiệu đình nhìn vào đáy mắt nàng, trả lời nghiêm túc. Người này thật là, nàng chỉ đùa một chút thôi mà, cần gì phải trả lời nghiêm chỉnh như thế chứ? Trái tim đường quân giao hân hoan vui sướng, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng sán lạn hơn. Trong địa lao nơi huyền thanh tạm thời bị giam giữ lúc này, tái thần tiên được tảo thăng dẫn đi gặp huyền thanh thấy Huyền Thanh nằm trên đất, khắp người chẳng chịt những vết thương, nhìn trông không còn chút sức sống như người chết. Cho dù đã xa cách hơn 20 năm thế nhưng hắn chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay người này chính là sư đệ không vô của hắn. Huyền Thanh phát hiện ra có người đi vào, nhưng đôi mắt không mảy may chớp động, có vẻ ông ta đã không quan tâm đến sống chết của mình. Sư, sư đệ, sư đệ không vô. Tiếng nói vừa quen thuộc lại xa lạ, đồng thời mang theo chút nghẹn ngào vang lên trong mục tối. Cơ thể ông ta cứng đờ, không dám tin mà quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc đã ghim sâu vào trong trí nhớ của ông ta. Sư Huynh Bình chân Ông ta thốt lên cái tên của người đã lâu ngày không gặp với chất giọng khan khan. Đệ, sao phải khổ vậy chứ? Tái thần tiên rưng rưng nước mắt, thở dài nói. Hai huynh đệ cử biệt trùng phùng rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói thế nhưng lại nói không nên lời. Đệ biết mình đã cô phụ nỗi khổ tâm của sư phụ, đệ rơi vào kết cục ngày hôm nay cũng là tự mình chuốc lấy, tâm nguyện duy nhất bây giờ của đệ cũng chỉ là xin được chết nhanh một chút. Xin chết, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế, làm điều ác tất phải chịu báo ứng, ông muốn chết nhanh một chút, vậy ông có từng hỏi ta và những oan hồn từng bị ông hại xem bọn họ có đồng ý không? Giọng nói lạnh lùng và nghiêm nghị của nữ tử cất lên cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng của nàng truyền vào. Tái thần tiên ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy huynh muội đường Hoài Châu cùng đường quân giao đang một trước một sau đi vào. Được rồi, người muốn gặp ông ta một lần, giờ đây gặp cũng đã gặp, người cũng nên rời đi rồi. Đường quân giao lạnh lùng nhìn tái thần tiên. Tái thần tiên mấp máy môi muốn cầu tình vài câu, nhưng khi đối diện với khuôn mặt lạnh nhạt của nàng, lại nhớ đến hoan hồn của cả nhà hứa bá nho. Cuối cùng hắn cũng không nói nổi một câu. Đi đi. Sắc mặt đường Hoài Châu âm trầm, giọng điều không hề có chút khách khí. Sau khi hắn biết những chuyện mà muội muội đã phải trải qua ở hai đời, hắn vô cùng căm ghét những kẻ gọi là đạo sĩ này. Mặc dù hắn biết người trước mắt này chưa từng làm những chuyện thương thiên hại lý, thế nhưng chỉ dựa vào quan hệ của hắn với yêu đạo huyền thanh, cũng khiến cho hắn khó có thể trưng ra vẻ mặt tốt với hắn ta. Tảo thăng cũng làm động tác, mời, về phía hắn ta, hắn ta thở dài thườn thượt, cuối cùng nhìn Huyền thanh một cái thật sâu rồi quay người cất bước rời đi. Sau khi hắn ta rời đi, đường hoài châu hất tay lên, tảo thăng bèn chắp tay rồi cùng hai binh sĩ phía sau lặng lẽ lui xuống, canh giữ ở bên ngoài. Huyền thanh, không vô. Hay là vì hoàng tử vô danh bị đuổi khỏi cung như rác rưởi năm xưa? giọng nói của đường quân giao tương đối nhẹ nhàng thế nhưng những lời nói ra chẳng khác gì lưỡi dao sắc bén nhúng độc từng nhát từng nhát đâm sâu vào trái tim của huyền thanh từng vết đâm đều làm cho máu tươi của ông ta chảy đầm đìa khuôn mặt lúc đen lúc trắng vừa khó chịu lại vừa căm phẫn thấy cuối cùng ông ta cũng cởi bỏ dáng vẻ vô hồn dường dưng như thể đã không thèm để ý đến chuyện sống chết đường quân giao biết lời nói của mình đã có hiệu quả khi nàng đang định bước về phía ông ta thì lại bị đường Hoài Châu chìa tay ra ngăn lại với vẻ đề phòng. Đường Hoài Châu chừng mắt cánh cáo nàng một cái, châm chọc ông ta thì được, nhưng không được phép tiến đến quá gần. Đường quân giao nhìn hiểu ánh mắt cảnh cáo của hắn, không biết làm sao đành phải sờ mũi, không thể không lui lại một bước. Nàng hãng giọng, càng nói nhẹ nhàng với huyền thanh hơn. Cái loài đã bị trục xuất bị vứt bỏ như ông, đến cả hoàng thất cũng chẳng muốn ghi chép về ông còn phương nghi là công chúa dòng chính duy nhất của hoàng thất tuần thị nàng ta há lại nhìn chúng ông nếu không phải ông học được bản lĩnh của tử dương đạo nhân có giá trị lợi dụng e rằng bà ta căn bản không thèm thừa nhận thân phận của ông ngay cả một tiếng hoàng thúc bà ta cũng còn lâu mới thèm gọi để ta đoạt xem năm đó bà ta dỗ mon dỗ ngọt ông thế nào nhé chắc bà ta đã nói rằng đợi đại nghiệp thành công sẽ truy phong cho thân mẫu của ông đón bài vị của bà vào hoàng lăng, cùng tiên đế, hưởng thái miếu. Ta nhổ vào, những lời nói dối như này mà ông cũng tin được sao? Một cung nhân có địa vị thấp hèn há xứng với hương khói của hoàng tộc tuần thị. Há xứng ngang vai ngai vế với mẫu hậu của bà ta. Ngươi biết không, ngươi, không, xứng. Sau cùng, nàng gần từng chữ, nhấn mạnh nói. Cơ thể của huyền thanh run dày dữ dội, hai tay siết chặt thành nắm đấm, sắc mặt lúc đỏ, lúc đen lúc trắng, một lát sau, dường như ông ta đã dùng hết sức lực của mình để giống to. Người nói bậy, người nói bậy. chương 89, uy hiếp. Ta nói bậy ư. Nàng ngồi thẳng lên chiếu, nhìn ông ta rồi thở dài nói. Người kêu lớn tiếng như thế, thật ra là một loại trột giả dạ vì bị ta nói chúng tim đen. Mẫu phi của ngươi không, nên gọi là mẫu thân của ngươi, chung quy với thân phận của bà ấy há có thể đảm đương được từ phi này tuy ngươi là hoàng tử nhưng thực tế chẳng có ai coi ngươi là hoàng tử cả ngay đến cung nhân hầu hạ bên cạnh cũng hời hợt xa cách với các ngươi đồ ăn bọn họ mang về hàng ngày luôn là những thứ tệ hại nhất tất cả chi tiêu hàng ngày chưa bao giờ đầy đủ những ngày mùa đông gió lạnh thấu xương các ngươi thậm chí còn không có nổi một chiếc giường cùng với chăn bông ấm áp cơ bản nhất chứ đừng nói nói đến than bạc thượng hạng để sưởi ấm ngươi không cam tâm nên muốn đi tìm phụ hoàng ngươi nói với ông ấy rằng các ngươi sống không tốt thế nhưng ngươi lại không gặp được ông ấy tầng tầng lớp lớp cung nhân ngăn ngươi ở bên ngoài bọn họ cưỡng chế kéo ngươi đi bất chấp sự dãy dụa đấu tranh của ngươi mẫu thân ngươi bởi vì chuyện này mà bị xử phạt thế nhưng không một ai cầu xin cho bà bởi vì những điều này đều là thứ bà ấy đáng phải chịu ngươi khóc lóc ngươi kêu gào ngươi muốn đi cứu bà ấy nhưng lại chẳng có chút tác dụng nào cả mỗi lần ngươi muốn phản kháng muốn thay đổi khốn cảnh trước mắt chẳng những không giải quyết được vấn đề gì mà còn làm liên lụy đến người bên cạnh ngươi. Mẫu thân ngươi ngày một già đi, cũng ngày một yếu hơn, cuối cùng thê lương mà chết. Hết thảy mọi chuyện đều do ngươi ban tặng, là do ngươi không biết tự lượng sức mình, chính sự ngu xuẩn của ngươi đã hại chết bà ấy mà không hề hay biết. Ngươi mới chính là hung thủ hại chết mẫu thân của ngươi. Đường Quân Dao cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối, thành công thấy được dáng vẻ suy sụp của Huyền Thanh. Ông ta không chịu nổi mà ôm đầu hét lớn. "Không, không phải ta, không phải ta, không phải ta. A, à, không phải ta, không phải ta." Cái chết thảm thương của thân mẫu như đang hiện ra trước mắt, Huyền Thanh ôm đầu, không ngừng đập đầu xuống đất hết lần này đến lần khác. Tiếng đập đầu bục bụp bụp, cùng với tiếng kêu thét thê lương không ngừng vang lên trong nhà lao vắng vẻ, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác dùng mình ớn lạnh đường quân giao không ngờ ông ta sẽ phản ứng mạnh như thế hành động này của ông ta cũng khiến nàng tạm thời nuốt xuống những lời kế tiếp đường hoài châu nhướn mày kéo muội muội vẫn đang mồi trên đất lên khẽ trách cứ muội không ngại bẩn à tảo thăng ở bên ngoài nghe thấy tiếng động bèn vội vàng dẫn người đi vào thấy thế khuôn mặt trở nên vô cùng ngạc nhiên dẫu sao khoảng thời gian này huyền thanh luôn ra vẻ có thể chết bất cứ lúc nào đối mặt với đại hình cũng không thấy ông ta chớp mắt lấy một cái. Người không biết còn tưởng rằng ông ta bị người ta hãm hại rồi tống vào ngục, là một nhân vật khó lường không sợ cường quyền, coi thường cái chết, khiến người ta âm thầm oán hận. Tào hồ vệ, các ngươi đều là anh hùng hào kiệt trên chiến trường, chắc không biết nhiều về những chuyện hành hình như này đâu. Đúng lúc, mấy ngày trước ta ngẫu nhiên biết được chỗ nào không thể chịu nổi đau đớn nhất trên cơ thể con người, với lại loại đau khổ này sẽ không đe dọa đến tính mạng của con người đúng lúc thích hợp dùng trong trường hợp này chi bằng chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi đường hoài châu thấy quan binh sau lưng tào thăng mang hình cụ tiến vào hắn hắng giọng rồi nói với vẻ chân thành tào thăng ngẩn người sau đó nghiêm túc chắp tay với hắn xin đường công tử vui lòng chỉ giáo khi đường hoài châu truyền dạy nghiên cứu tâm đắc của mình cho tào thăng xong hắn ta cùng muội muội ra khỏi địa lao bảo nha làm sao muội biết được chuyện lúc nhỏ của yêu đạo huyền thanh hắn hỏi muội nghe một chút thân thế của ông ta ở chỗ đình ca cộng với một số lời nói nhảm dựa trên suy đoán hợp lý ở trong cung những phi tần hoàng tử không được sùng ái đều bị đối xử giống nhau điều này không có gì khó đoán cả đường quân giao trả lời bâng quơ giọng điệu của nàng hơi ngập ngừng ánh mắt u ám giọng nói lạnh lẽo ông ta muốn chết ư có thể nhưng không thể chết trong dáng vẻ tiên trường chỉ tay năm ngón đức cao vọng trọng được. Muội phải đánh cho hắn ta quay về với bộ dạng người trong hoàng thất tuần thị, bị mọi người bắt nạt và sỉ nhục, sống như một con chuột trong góc tối, đó mới là bộ dạng vốn có của ông ta. Thân thể bị dụng hình thì đã tính là cái gì? Chỉ có trái tim bị tùng xẻo mới chốt được mối hận trong lòng nàng. Nàng thở dài thườn thượt, đi được một đoạn khá xa mới phát hiện ra huynh trưởng bên cạnh vẫn luôn im lặng không nói tiếng nào, nàng quay đầu nhìn lại thì trông thấy vẻ mặt phức tạp của đường hoài châu nàng lập tức giật mình xoắn chiếc khăn trong tay với vẻ bứt rứt liệu ca ca có cảm thấy mình quá mức độc địa không giết người không chớp mắt đã đành bây giờ còn muốn hành hạ tâm lý người ta nếu huynh ấy cảm thấy ta quá mức độc ác không phải dáng vẻ trong sáng đơn thuần mà huynh ấy tưởng có khi nào huynh ấy sẽ rất thất vọng từ giờ mình có nên kiềm chế hơn không nhỉ nàng miên man suy nghĩ khăn tay trong tay xoắn lại rồi mở ra sau đó lại xoắn vào như quầy bảo nha xin lỗi muội đời trước đã khiến muội phải chịu nhiều đau khổ như vậy trong cơn bất an nàng nghe thấy đường hoài châu cay đắng nói nhỏ nàng dừng bước sừng sốt ngức nhìn hắn đồng thời thu hết vẻ mặt đau khổ của hắn vào mắt cổ họng nàng nhất thời tắc nghẹn không nói nên lời trái tim đường hoài châu vô cùng khó chịu trên thế gian nào có chuyện thuận buồn xuôi gió đời trước muội muội của hắn có thể từ một cung nữ nhỏ nhoi từng bước leo lên vị trí thục phi không biết trong quá trình đó con bé đã phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn gian khổ có khi nào muội ấy cũng giống mẫu thân của huyền thanh mà muội ấy nói đến bị người ta hà hiếp thậm chí không được đảm bảo ấm no lẽ ra con bé phải được lớn lên trong tình yêu thương của cha nương trải qua một tuổi thơ không lo không nghĩ cùng lắm là thỉnh thoảng cãi nhau với mình, dở tính nết trẻ con, la lối om sòm cáu kinh. Cho dù sau này không được hưởng thụ vinh hoa phú quý của hoàng thất, nhưng con bé được cha nương làm chủ và gả cho một nam nhi tốt, từ đó giúp chồng dạy con, sung túc cả đời. Đó mới nên là cuộc sống nên có của đường quân giao. Đường quân giao cảm thấy sống mũi mình cay cay, thoát cay đã hiểu rõ ý tứ của hắn cũng không biết tại sao mà nàng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân rõ ràng trước khi biết thân thể của mình nàng chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời của hứa quân giao khổ sở cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã trải qua một cuộc đời gian nan nói cho cùng những kẻ đã từng hại nàng tính kế nàng sau này không một ai không bị nàng trả miếng gấp đôi kẻ đã từng coi thường nàng coi nàng thấp hèn như bùn đất dưới chân những kẻ đó đến cuối cùng chỉ có thể quỳ dưới chân nàng cầu xin thương xót như một cái đuôi từ đó về sau cứ cách một ngày thì đường quân giao sẽ cùng huynh trưởng đến địa lao thăm viếng huyền thanh nàng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để giúp ông ra nhớ lại từng chuyện trong thời thơ ấu ở trong cung cho đến khi ông ta suy sụp mà gào thét dữ dội hai người họ mới rời đi cứ như vậy trôi qua nửa tháng hạ thiệu đình cuối cùng cũng nhận được ý chỉ hành quyết huyền thanh tại chỗ trên thánh chỉ không nói phải hành quyết lúc nào nên hắn tạm thời nán lại để huynh muội đường thị tiếp tục dồn sức dây vo người nọ trong địa lao chờ đến bao giờ bọn họ chốt được nỗi hận trong lòng mới tiến hành xử trí ngày hôm đó đường quân giao vẫn cùng đường hoài châu đến địa lao như thường lệ nhẹ nhàng tiếp tục kể câu chuyện về vị hoàng tử đáng thương của tiền triều ngươi bị hoàng huynh của ngươi đá ngã xuống đất tay ôm đồ ăn rơi vãi khắp nơi xung quanh ngươi toàn là tiếng cười thích thú không một ai tiến lên nâng ngươi dậy, mọi người đều đang cười nhạo ngươi, trong mắt của bọn họ ngươi không phải hoàng tử, mà là bùn trên đất mà ai cũng có thể dẫm lên. Hoàng huynh của ngươi cười lớn tiếng, đạp lên lưng của ngươi thật mạnh, cưỡng ép ngươi ăn sạch đồ ăn rơi trên đất. Không, không, không muốn, không muốn, ta không muốn. Cả người huyền thanh chật vật nhếch nhác, ánh mắt tan rã, vẻ mặt kinh hoàng, hai tay không ngừng vùng vẫy, cả người chui rúc vào góc tường ai cũng không thể tin nổi người như kẻ điên trước mắt này đã từng là đạo trưởng huyền thanh đức cao vọng trọng và được mọi người vô cùng tôn kính cô nương tái thần tiên ơ bên ngoài muốn gặp người đường quân giao còn muốn tiếp tục thêm lửa tảo thang đắn đo đi vào bẩm báo hắn lại muốn làm cái gì nàng còn chưa nói đường hoài châu đã sầm mặt khó chịu cướp lời hắn có nói tìm ta làm gì không nàng rũ bụi bặm trên cổ tay áo quyết định câu chuyện, ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cái này thì hắn không nói, nếu cô nương không muốn gặp hắn, để ta sai người đuổi hắn đi là được. Thái độ của Tào Thăng vô cùng kính cẩn. Mấy ngày nay hắn đã nhìn rõ, không thể trêu vào tiểu cô nương yểu điệu này, nàng ta chẳng những là báu vật trong lòng tướng quân nhà mình, mà thủ đoạn của nàng ta cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Nhìn nàng ta đi, chỉ với dăm ba câu xạo sự mà nàng ta đã biến một người vốn dĩ thờ ơ với sống chết trở thành một tên điên. Không sao, ta đi gặp hắn là được. Đường quân giao không để ý nói. Tuy rằng tái thần tiên là huynh đệ đồng môn với huyền thanh, nhưng nàng cũng không có ác cảm với hắn. Ta đi với muội. Đường hoài châu không yên tâm. Không cần đâu, ca ca ở lại nhìn bọn họ chăm sóc đào trưởng huyền thanh là được. Nàng liếc về phía bộ hình cụ bên cạnh, thản nhiên trả lời. Đường Hoài Châu cũng không tiếp tục kiên trì thêm, dù sao xung quanh đây đều là người của Hà Thiệu Đình, có lẽ tái thần tiên không dám có ý xấu gì đâu. Đường quân giao ra khỏi địa lao thì thấy tái thần tiên đang đứng dưới tán cây cách đó không xa, hắn thấy nàng đi ra bèn vội vàng tiến lên đón, lắp bắp gọi. Đường cô nương. Đường quân giao mặt mày hắn hốc hác, bộ y bào trên người trắng phớ, cả người nhìn trông người đi rất nhiều, nàng đáp lại với vẻ thản nhiên. Đạo trưởng Bình chân Tái thần tiên giật mình, cười chua xót, cuối cùng cũng không sửa chữa cách gọi của nàng. Hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới nói ra mục đích đến. Mấy ngày hôm nay ta vẫn luôn nghiên cứu tấm thẻ gỗ mà ngày đó cô nương trả lại, cuối cùng ta đã phát hiện ra điều bất thường. Có lẽ vì hứa cô nương kia vẫn chưa hồn phi phách tán. Người nói cái gì? Đường quân dao mở to hai mắt không dám tin mà níu lấy ống tay áo của hắn, run giọng gặng hỏi. Ngươi nói lời này là có ý gì a à, vũ không hề hồn phi phách tán nàng ấy còn có thể quay lại sao tái thần tiên mím chặt cánh môi bất kể nàng gặng hỏi thế nào cũng không chịu nói nửa câu đường quân giao cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh nàng chậm rãi buông lỏng bàn tay đang níu lấy ống tay áo của hắn ra trầm giọng hỏi người có điều kiện gì sư đệ không vô đừng hỏng đường quân giao cắt ngang lời hắn không chút nghĩ ngợi ánh mắt u ám kẻ đó nhất định phải chết. Nếu ai muốn cứu ông ta thì lấy mạng đến đây. Cô nương hiểu nhầm ý của ta rồi. Ý của ta không phải bảo các ngươi bỏ qua cho tính mạng của sư đệ không vô, mà là hy vọng các ngươi cho hắn một cái thống khoái. Hắn, dẫu hắn có làm làm hàng nghìn hàng vạn điều sai trái, thì các ngươi cứ lấy mạng của hắn để đền bù là được, chớ có tiếp tục. Tái thần tiên nghẹn ngào nói. Hắn bình tĩnh trở lại, nói tiếp. Sự đầy đọa mà những ngày qua hắn phải chịu đựng cũng đã đủ rồi, các ngươi hãy để hắn lấy mạng đền mạng đi, ở dưới cửu tuyển hắn sẽ tự nhận tội với người nhà họ hứa. Cầu xin cô nương dơ cao đánh khẽ, để hắn đi đi. Dù sao cô nương cũng cho rằng, tung tích của hứa cô nương quan trọng hơn một người đã định phải chết, không phải sao? Người đang uy hiếp ta. Đường quân giao hiếp mắt, nhìn hắn với ánh mắt sắc bén. Ta không hề có ý đó, chẳng qua nếu cô nương đã nghĩ như thế, vậy cứ cho là thế đi. Tái thần tiên khẽ nói. Đường quân giao bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, bỗng cười lạnh. Ngươi phải biết là, phàm là kẻ có gan uy hiếp ta, cuối cùng tất phải trả giá nặng nề. Tái thần tiên đón nhận ánh mắt của nàng nhưng không nói một lời. Đường quân giao khẽ cắn cánh môi, hít một hơi thật sâu, cuối cùng chậm rãi nói. Nhưng mà, lần này ngươi thắng rồi, ta đồng ý với ngươi, sẽ cho hắn một cái thống khoái. Chương 90, kết thúc. Lúc này Tái Thần Tiên mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra hắn không hề nắm chắc có thể khiến nàng đồng ý. Trên thực tế cho dù nàng không chịu đồng ý thì hắn vẫn sẽ nói đúng sự thật tung tích của Hứa cô nương cho nàng, dù sao đây cũng là thứ mà sư đệ nợ nhà họ Hứa. Ta cần một chén rượu, hy vọng có thể để ta đích thân tiến đệ ấy lên đường, để vẹn tình nghĩa đồng môn kiếp này." Hắn khẽ nói. "Được thôi." nhưng người của ta nhất định phải có mặt tại đấy, với lại sau khi ông ta chết cũng phải do người của ta hỏa táng thi thể. Dẫu sao người cũng biết rồi đấy, bọn chúng đều là những kỳ nhân, chết đi sống lại dễ như trở bàn tay, ta không thể không phòng. Đường quân giao thong dong nói. Được, nhưng ta mong cho cốt của đệ ấy sẽ giao cho ta, do ta chôn cất. Tái thần tiên biết nàng đang phong bị mình động tay động chân, hắn cười chua chát rồi bồi thêm một câu. Không thành vấn đề đường quân giao chỉ cần xác nhận huyền thanh chết thật là được, còn về những chuyện sau khi ông ta qua đời chẳng khiến nàng bận tâm. Còn có yêu cầu gì không? Chi bằng ngươi cứ nói hết ra, ta cũng tiện phân phó đi chuẩn bị trước. Đường quân giao lạnh lùng nói. Hết rồi, đa tạ cô nương. Thế ngươi muốn tự tay giải quyết yêu đạo kia rồi mới chịu nói cho ta tung tích của A Vũ, hay ngươi nói ngay bây giờ sau đó mới xử lý chuyện của yêu đạo kia? Ta đương nhiên tin tưởng cô nương. Tái thần tiên thở dài một tiếng, sau cùng mới lấy ra thẻ gỗ tụ hồn hôm đó đưa cho môn vũ. Thực ra hôm đó lúc cô nương trả lại thẻ bài này cho ta, ta đã thấy nó có vẻ không ổn, sau đó ta kiểm tra lại nhiều lần, rồi lại đọc bản chép tay mà sư phụ để lại, kết hợp với những việc cô nương đã trải qua, ta nghi ngờ. Người nghi ngờ cái gì? Đường quân giao hấp tấp hỏi hắn. Đường cô nương, ta nghi ngờ nàng ấy được công đức của hoàng tộc triệu thị che chở vì lẽ đó nàng ấy mới có thể mang hồn đời trước của cô nương trở về hiện tại. Hoàng tộc triệu thị dẹp yên loạn lạc trong thiên hạ, hiện tại đất nước còn do minh quân hiếm có tự cổ trí kim trị vì, thế nên phúc trạch vạn dân, đời trước cô nương dùng thân phận của hứa cô nương để tồn tại, trong mắt người đời, cô nương chính là hứa cô nương, thế cho nên nàng ấy cũng được che chở bởi hào quang công đức của hoàng tộc triệu thị. Đường quân giao nhíu máy Hoàng tộc triệu thị chỉ che chở cho con cháu của triệu thị, tại sao lại che chở cho một phi tân cái đấy còn phải hỏi cô nương hỏi ta ư làm sao ta biết được chứ đường quân giao lấy làm lạ hỏi vặn lại chắc phu quân đời trước của cô ngươi là một vị minh quân được ghi danh sử sách công đức vô lượng nếu như lúc hắn còn sống thành tâm cầu nguyện thì đương nhiên có thể tái thần tiên giải thích đường quân giao kinh ngạc hai mắt trợn tròn không dám tin những gì mình vừa nghe được là dự vương sao nàng có chốt giật mình, dự vương sẽ vì nàng mà làm đến mức này sao? nàng biết chắc chắn dự vương của đời trước thích mình, nhưng đồng thời hắn cũng thích những nữ tử khác. có lẽ nàng là người đặc biệt, nhưng lại chẳng phải là người duy nhất. thế nhưng sau khi nàng chết ở đời trước, hoàng đế khi đó, dự vương của bây giờ rốt cuộc đang làm cái gì? trong đầu nàng lúc này là một mớ hỗn độn. tiếp tục nghe tái thần tiên nói đời trước cô nương sống dưới danh nghĩa của hứa cô nương trong mắt người đời cô nương chính là hứa cô nương đương nhiên công đức của hoàng thất triệu thị sẽ che chở cho hứa cô nương bởi vậy hứa cô nương mới có công đức che chở từ đó mới có thể từ đời trước trở về hiện tại còn cô nương đời trước cô nương át hẳn đã được một người dùng công đức cả đời để che chở vì thế cô nương mới có thể cùng hứa cô nương trải qua kỳ ngộ này suy nghĩ của đường quân giao càng ngày càng loạn nghe hắn nói thế cuối cùng nàng cũng không nhịn được cười. Lời này của ngươi há chẳng phải tự mâu thuẫn sao? Trong mắt thế nhân, đời trước vốn dĩ không hề có đường quân giao, chỉ có hứa quân giao, cho nên ngôn vũ mới là người được công đức hoàng thất che chở, chứ không phải là ta. Làm sao lại có người dùng công đức cả đời để che chở cho ta chứ? Đời trước, không ai biết đến sự tồn tại của đường quân giao, vậy thì làm sao lại có thể có người che chở cho nàng chứ? làm sao cô nương biết được sau khi các người chết đi không ai biết được thân phận thật sự của cô nương tái thần tiên nói trái tim đường quân giao giật thót có sao sau khi hứa thục phi chết thật sự có người biết đến sự tồn tại của đường quân giao ư nàng bất giác xoắn chặt khăn tay nếu như có người vậy thì người này là ai là cha sao chỉ có cha mới biết được ngày sinh tháng để thật sự của nàng nhưng mà thật sự là ông ấy sao tại sao ông ấy lại điều tra những chuyện này? Nàng dây thái dương, nghĩ đến độ đầu phát đau. Nếu là như thế, vậy thì hứa cô nương chính là một linh hồn không tầm thường, tuy vẫn không thể dung hợp với thế giới này bởi nàng ấy là ngoại tộc, nhưng cũng sẽ không hồn phi phách tán, mà còn có khả năng đi vào luân hồi chuyển thế, hoặc là sẽ gặp cơ duyên khác. Cô nương và nàng ấy duyên sâu, tương lai tất có ngày trùng phùng. Tương lai, thật vậy sao, sẽ có một ngày đó sao? đường quân giao ngây người. Tái thần tiên lại đưa tấm thẻ gỗ cho nàng. Vật này có hơi thở mà hứa cô nương lưu lại, thế nên ta lại đưa nó cho cô nương, coi như tăng thêm một lớp bảo đảm để hai vị cô nương ngày sau tương phùng. Đường quân giao vươn tay ra nhận rồi nắm chặt nó trong tay, trái tim nàng ngổn ngang trăm mối, có vui mừng, có bối rối, cũng có cảm giác chờ mong. Những lời tái thần tiên nói đều là hư ảo mơ hồ, không hề có bất kỳ chứng cứ xác thực Thế nhưng nàng không quan tâm có phải hắn đang nói sẵn nói xiên để lừa gạt mình không, nàng bằng lòng tin những lời hắn nói, nàng tin rằng A Vũ của nàng không hề hồn phi phách tán mà nàng ấy đã đi vào luân hồi. Vào một ngày nào đó của sau này, bọn nàng nhất định có thể trùng phùng, dù cho khi đó A Vũ có lẽ không còn nhớ mình, nhưng không sao cả, miễn là nàng biết rằng nàng ấy sống tốt trên đời này là được. Nàng rũ mắt để che đi đôi mắt ập nước bất giác nắm chặt thẻ gỗ hơn. Bảo nha. Đường Hoài Châu vẫn luôn đứng ở xa dõi theo hai người nói chuyện, cuối cùng không nhịn được mà đi tới. Hai người đang nói cái gì vậy? Đã nói xong chưa? Phiền ca ca đi nói với đỉnh ca một tiếng, bảo huynh ấy sai người chuẩn bị cho huyền thanh một chén rượu độc để lên đường. Chúng ta đã chỉ hoãn mấy ngày nay, đã đến lúc huynh ấy nên về kinh phụng chỉ rồi. Đường quân giao bĩnh tĩnh nói. Hắn cau mày quan sát nàng một lúc, rồi lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng một chốc, thấy nàng không hề có chút miến cưỡng, hắn lại quét ánh mắt sắc nhọn về phía tái thần tiên, bấy giờ mới gật đầu nói. Như vậy cũng tốt, minh thọ của tổ phụ cũng sắp đến rồi, giải quyết xong chuyện này chúng ta nên toàn tâm chuẩn bị cho minh thọ thôi. Đường quân giao cúi đầu đồng ý. Huyền Thanh trong địa lao phát hiện ra có người tiến vào, ông ta rúc vào góc theo bản năng, sợ hãi đến nỗi không ngừng lầm bầm. Đừng mà, Đừng mà, ta không muốn, không muốn đâu. Tái thần tiên nghẹn ngào, đôi mắt lập tức ứa lệ. Hắn bước từng bước về phía người đang chật vật khắp người, như thể đã chịu đủ khiếp sợ. Hắn đi thẳng đến trước người hắn ta rồi mới ngồi xổm xuống, khàn giọng gọi. Sư đệ, đừng mà, không muốn, Hoàng Huynh, đệ không dám nữa đâu, về sau đệ không dám nữa đâu. Huyền Thanh sợ đến nỗi cả người run như cầy sấy, ôm chặt đầu gối và càng co rúc vào góc tường. Trong miệng không ngừng lặp lại câu kia. Được rồi, không cần phải nói những lời dư thừa thêm nữa, bây giờ cũng không có người muốn xem một màn huynh đệ tình thâm đâu, nhanh chóng tiễn ông ta lên đường đi." Đường Hoài Châu nói với vẻ mặt lạnh lùng. Lời vừa dứt, đã có quan binh bưng chén rượu đi vào. Bàn tay tái thần tiên run rẩy nhận lấy chén rượu, đôi mắt lấp lánh ánh lệ nhìn sư đệ đang nhốn nháo với cơ thể gầy yếu tiểu tụy, nhìn không ra dáng người của mình đừng mà phụ hoàng con không dám nữa đâu sau này con không dám đi lung tung nữa đừng mà con mắt huyền thanh hỗn độn nói không đầu không đuôi một hồi hận không thể co người vào lòng đất sư đệ không vô uống đi thôi uống xong rồi sư phụ sẽ đến dẫn đệ đi dẫn đệ rời khỏi nơi này từ nay về sau không có ai bắt nạt đệ nữa đệ cũng không còn là hoàng tử trong cung nữa mà là sư đệ không vô của ta hắn cất giọng khàn đặt đưa chén rượu đến trước mặt huyền thanh với đôi tay run rẩy không vô không vô không vô đúng rồi không vô sư phụ ta là không vô vạn vật đều là không vô vi vô vật huyền thanh nhìn hắn đăm đăm nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn mờ mịt ừ uống nó đi từ này về sau đệ chính là không vô tái thần tiên nghẹn lời hai tay đang bưng rượu độc lầy bầy huyền thanh ngơ ngác nhìn hắn qua hồi lâu khuôn mặt hắn ta nở ra một nụ cười trẻ thơ trông nhẹ nhõm thư thái vô cùng uống no xong ta chính là không vô ta chính là không vô vừa nói về nhanh chóng giành lấy chén rượu sau cùng ngửa đầu uống cạn không chút đắn đo bỗng chốc loạng soảng, hắn ta ném chén rượu trống không ra đất cười ngây ngô và nói uống hết rồi ta uống hết rồi từ nay ta chính là không vô chính là không vô không vô một dòng máu đen chảy từ khóe miệng hắn ra, ngay sau đó, hắn ta ho sặc sụa, tái thần tiên dưng dưng nước mắt, vươn tay ra ôm hắn ta vào lòng, nói với giọng run rẩy. "Sư đệ." Huyền Thanh ho càng lúc càng dữ dội, trong miệng, trong mắt, trong mũi, thậm chí là trong tay đều dần dần chảy ra một dòng máu màu đen. "Bình, bình chân sư huynh." Ánh mắt hắn ta ngày càng tan dã, nhưng thần sắc thanh bạch, chân tĩnh hiếm có hắn ta cố gắng ổn định tầm mắt nhìn để nhìn người trước mắt. Là ta, là ta đây. Sư huynh, đệ sai rồi đệ đã cô phụ sự dạy dỗ nhiều năm của sư phụ. Quá nhi năng cải, thiện mạc đại yên, sao? Chỉ cần đệ thật lòng hối cải, sư phụ vẫn sẽ tha thứ cho đệ. Nước mắt của tái thần tiên cuối cùng cũng chảy xuống, thế nhưng hắn vẫn nghẹn ngào an ủi. Sao, cả câu, trong, tà chuyện, viết, nhân thủy vô quá quá nhi năng cải thiện mạc đại yên tức là con người không ai là không có lỗi lầm có lỗi mà có thể sửa thì chẳng gì tốt đẹp bằng thật thật sao thất khiếu của Huyền Thanh chảy ra càng nhiều máy đen hắn ta bóp mạnh tay của tái thần tiên dùng hết khí lực nói tuần hiệt phục người con cuối cùng của hoàng đế cháu Khánh Bình nó mình ở Đông Địch cơ thể hắn bỗng nhiên mềm hoạt đầu nghiêng sang một bên hay tay thóng xuống, sức cùng khí tuyệt. Đường Hoài Châu nhăn hai hàng lông mày. Tuần Hiệt Phục, người con cuối cùng của Hoàng đế, cháu Khánh Bình, nó mình ở đông địch. Trái tim hắn thắt lại, lập tức hiểu ra ngay, người tên là Tuần Hiệt Phục này chính là nhi tử cuối cùng của Hoàng đế Tiền Triều, con trưởng công chúa Khánh Bình, cháu của hắn ta hiện nay đang ấn náu ở Tây Địch có lẽ người tên Tuần Hiệt Phục này chính là tân quân Tuần Thị mà bọn họ dùng hết sức lực đê phù chơ. Đường công tử, hắn ta xác thực đã chết rồi. Tào Thăng tự mình tới kiểm tra, tin chắc Huyền Thanh thực sự đã chết rồi. Đã vậy thì đốt đi thôi. Đường Hoài Châu hờ hững nói. Nói xong, hắn quay người cất bước rời đi. Từ khoảnh khắc hắn bước ra khỏi địa lao, ánh mặt trời chiếu lên người hắn, khiến hắn loa mắt trong giây lát tất cả đã kết thúc rồi sao? Không, đối với hắn mà nói, tất cả mới chỉ là khởi đầu. Từ nay về sau, hắn không còn là đường công tử chỉ biết cầm cụi đọc sách, được phụ thân hết mực che chở nữa, trên vai hắn còn phải gánh vác hai đời nặng trĩu của muội muội. Trong đường phủ ở Kinh Thành, do chính vụ quấn thân và thời buổi rối ren nên đường Tùng Niên không thể xin nghỉ phép để về quê cung tế vong phụ theo như dự định đã đặt ra. Còn đường bách niên cũng không biết vì sao cũng không đi. Cuối cùng chỉ có đường trương niên dẫn theo đường hoài diệu thay mặt đại phòng, đồng thời bảo vệ vương thị và lâm thị cùng nhau quay về. Đường tùng niên gửi thư bảo đường hoài châu dùng thân phận đích trường tử tam phòng để dẫn đầu tế lễ. Mọi việc đều phải nghe theo nhị thúc phụ sắp xếp, không được lỗ mãng vân vân. Bức thư này của ông vừa gửi đi, thì trung thư tỉnh liền nhận được mật chiết của hạ thiệu đình. Ông đích thân mang nó giao cho thiên hy đế, rồi nhìn thiên hy đế đọc xong mà sắc mặt biến đổi. Lúc ông đang định lên tiếng hỏi kỹ thì thiên hy đế đã đưa bức mật chết cho ông. Đường Ái Khanh cũng đọc đi, chuyện được nói trong sổ con này cũng liên quan đến đường Ái Khanh đấy. Sao, bản tấu, sổ con mí mật. Chuyện Hạ Thiệu Đình Phụng Chỉ truy kích dư nghiệt tiền triều đường Tùng Niên cũng biết, thế nên ông cũng đoán được trong sổ con cũng nhắc đến chuyện này. Nhưng đang yên đang lành sao lại có liên quan đến mình nhỉ? Lòng ông đầy nghi ngờ mà nhận lấy nó rồi mở ra xem, sắc mặt lập tức biến đổi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.